Em Huyền, Tam Phúc Xanh Cao Bằng. Xin kính chào toàn thể các bác. Xưởng em thì địa chỉ tại xóm Phía Trang, xã Phúc Xanh, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Thì cũng rất là vinh dự và may mắn khi mà nhiều bác độ gần đây thì đang là mùa du lịch đúng không ạ? Thì nhiều bác có lên tham quan du lịch Cao Bằng và các bác biết đến em qua cái kênh YouTube Giao Phúc Xanh HD này. Thì rất là cảm ơn cái sự quý mến của tất cả các bác. Thì các bác đã bớt chút thời gian để ghé thăm xưởng cũng như là ghé thăm nhà và cũng lựa chọn cho mình những cái mẫu dao bếp, dao đi rừng để phục vụ nhu cầu của bản thân và giới thiệu thêm bạn bè. Đấy, thì điều đấy em rất là cảm ơn tất cả các bác. Thì kính mong một ngày nào đấy thì mời tất cả các bác đến thăm xưởng rèn dao Phúc Xanh HD Cao Bằng nói riêng và làng rèn Phúc Xanh Cao Bằng nói chung của người Nùng An, của người Nùng An trên cái đất biên cương của Tổ quốc các bác nha. Sau đây thì xin cấp phép các bác là em sẽ đi vào từng cái con hàng cụ thể cho tất cả các bác luôn. Mình sẽ đi từ những cái con hàng dao nhọn trước các bác nhá. Đây, đây đều là những cái mẫu hàng mà các bác ưa chuộng sử dụng nhiều nên là em sẽ lên cho tất cả các bác. Ngoài ra thì bên mình cũng có đặt mẫu dao theo yêu cầu nên là bác mà mình có ưng mẫu nào thì mình cứ gửi lại bên xưởng cái hình ảnh và thông số cụ thể thì là từ đấy thì mình sẽ rèn được cho tất cả bác giống 100%. Nhưng em không khẳng định là 100% nhưng mà mình cố gắng làm sao mà hết sức có thể để cho tất cả bác mà mình có một cái con dao mình lựa chọn mình sử dụng nó phù hợp với bản thân mình thôi. Đầu tiên thì em sẽ lên cho tất cả bác là một em chiên thái các bác nhá, một em dao chiên thái sử dụng trong cái gia đình là nhiều. Con này sử dụng các bác sử dụng trong gia đình nhiều. Lưỡi con này rơi vào 21 cm, bản rộng rơi là 6. Có điểm G và điểm khuyết, nó dáng hơi kiểu Nhật một chút và có bo lưỡi này các bạn, nó có bo lưỡi ở đoạn này. Đấy, một con dao thái bé nhỏ gọn xinh, cực kỳ là mỏng các bác nhá. Đối với cái hàng dao thái thì mình tán ra mỏng hết sức thôi. Với cái thanh thép thì tương đối là thép nhíp ấy, thì tương đối là dày. Thì mình đập, mình tán nó ra để mỏng hết sức có thể mà nó vẫn đủ cái độ để mình tôi được dao. Đấy. Con này thì báo giá tất cả bác là 235.000. Chuyên thái cho tất cả bác luôn, thái thịt bò, thái rau củ quả, đặc biệt là thái thịt, thái cá, thái rau củ quả thì là cái con này thì nó quá là ưng ý. Còn thép chất liệu của nó là sử dụng cái dòng thép nhíp C nên là trong cái quá trình bảo quản thì các bác sẽ chú ý hơn cho em một chút. Ví dụ như là mình cũng hạn chế không nên là ngâm nước để trong chậu rửa bát qua đêm chẳng hạn, thì trong nước thì nó như các bác sử dụng nước máy nhiều nó có cả clo này. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là dầu ăn thì nó có tính khử rất là mạnh, khi mà mình để lâu như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái dao của mình các bác nhá. Đây, sau khi mà sử dụng xong mình cứ lau khô, rửa sạch qua nước và lau khô cho em. Mình treo lên thì con dao mình bao giờ nó cũng càng dùng càng sáng các bác nhá. Đây, qua đến mẫu thứ hai. Mẫu thứ hai là một em lọc cong cho tất cả bác nào mà mình sử dụng nhà hàng ấy. Con này đánh nhám hoa văn một mặt này, đánh nhám hoa văn chống dính một mặt này. Cán sử dụng dòng cán là 6 cạnh gỗ cầm chì các bác nhá, có khâu đồng. Con này mà các bác mà lọc mình sử dụng là lọc thịt, dóc thịt sử dụng mình đang mổ bò hay mổ bê chẳng hạn thì mình sử dụng con này rất là hợp lý các bác nhá, 220.000. Con tiếp theo là con thái bầu, nó cũng dạng kiểu như là mấu lai Nhật một chút ấy, thì là hầu như là các bác đặt hàng làm theo yêu cầu thì em vẫn để làm dư. Nói chung là mình cũng tương đối là nhiều mẫu, rồi qua thời gian thì các bác đặt mẫu này mẫu kia thì mình cũng sưu tầm được tương đối là nhiều mẫu hàng, thì là phụ thuộc vào cái nhu cầu sử dụng của bác, mà mình cảm thấy ưng con nào thì mình sử dụng cái con đấy cho em thôi. 235.000. Lưỡi 21, bản rộng phần rộng rơi vào 6, đánh trông nhắm một mặt để trơn, bản truyền thống, cán gỗ cầm chỉ. Cán em không phun bóng các bác nhá. Đối với hàng nhà bếp nhà em thì em không sử dụng là phun bóng. Em chỉ sử dụng phun một lớp để giữ gỗ thôi, còn ngoài ra cái gỗ mình đã được sử dụng rồi. Bởi vì trong các bác khi mà mình sử dụng ấy, đối với cái dòng dao bếp này thì là mình sử dụng lâu ngày thì nó sẽ, nếu mà mình bị dầu ăn một chút thôi, nó sẽ rất là trơn. Nếu mình sử dụng phun bóng nó rất là trơn. Nhưng ở đây em không sử dụng phun bóng, em chỉ mài giáp làm sao nó màu là màu nguyên bản gỗ này. Mình mài trơn và mình có một cái lớp gọi là bảo quản gỗ ấy. Đấy, xử lý gỗ thì chắc chắn là đã được xử lý qua rồi. Đấy, thì nó sẽ sử dụng mình cái quá trình trơn trượt trong quá trình sử dụng của mình là không có các bác nhá. Đây.
Thế nào một em chặt lọc đề ba. Con này thì hơi bầu bĩnh một chút. Bầu bĩnh một chút các bác nhá. Bầu bĩnh một chút này. Lưỡi rơi vào 18. Độ dày sống lưng 5. Bản rộng 6. Tán sử dụng dòng can gỗ cầm chỉ. Đây. Con này thì chặt làm gà, làm cá, xương sườn. Được cho tất cả các bác rồi. Nói chung là nó cũng hệ là tương đối là đa năng. Nó ngang, nó dày hơn con chặt gà vịt một chút. Nên là nó bao chặt sườn, chân giò. Được cho tất cả các bác. Đấy. 285.000 các bác nha. Đến một em chặt lọc cong. Một em chặt lọc cong như vậy. Cán sử dụng dòng cán ốp, chốt 3 đinh. Cái hàng này, con này nó là hàng trưng bày của em, nó tương đối là lâu rồi. Nên là thời đấy là mình sẽ sử dụng cái cán là được vót nhiều cạnh đây. Nói chung hàng này là hàng để trưng bày lâu rồi ấy. Đấy, bác nào ưng con này thì chặt lọc làm cá này, chặt gà vịt, chặt sẽ dò được cho tất cả bác luôn. 285.000. Bây giờ thì mình sẽ đi vào những cái mẫu dao rộng và to hơn một chút. Đầu tiên thì mình sẽ đến với một em vừa chặt vừa thái. Con này thì mẫu là mẫu Pháp, mẫu Nhật. Thì là con này độ dày sống lưng của nó thì rơi vào 4 ly, 3 ly rưỡi, 4 ly. Nó ngang một con chặt gà vịt. Và chức năng của nó thì đảm bảo như một con chặt gà vịt luôn các bác nhá. Cái chỗ này bác như vậy thì để các bác mổ lọc được này. Mình mổ, mình lọc đều được này. Ừ, cái đoạn này thì mình có cái đoạn G an toàn. Khi mà mình cầm con dao thì mình có cái điểm tì, tạo sự an toàn khi mình sử dụng. 280.000 các bác nhá. Còn tiếp theo thì mình sẽ đến với một em dao. Con này thì là nó cũng hạng là chặt gà vịt được các bác nha. Chặt gà vịt được này. Khi mà trong quá trình mình sử dụng mà các bác chặt gà vịt ý, thì cái con đấy nó cũng có thể mổ và dóc được cho tất cả các bác luôn. Tại vì là nó có cái đoạn là hơi vát vát ở lưỡi mà. Nên là các bác có thể dóc được. Đấy, mổ dóc được một chút ở đoạn này. Và có cái lỗ treo dao. Nói chung là đặc trưng dao trên phức xe là em sẽ có cái lỗ ở đây để các bác tiện treo dao. Đấy, bản rộng lưỡi, lưỡi dưới thì rơi vào 23. Lưỡi trên thì rơi vào 22. Bản rộng này rơi vào 8 các bác nhá. Cán gỗ cầm chỉ, có chốt đinh, cực kỳ là chắc chắn cho các bác. Tiếp theo là một em làm cá. Dao làm cá các bác nhá. Em dao làm cá ngừ thì độ dày sống lưng của em này là 4-5 ly các bác. Bản rộng 11. Đấy, cán cán gỗ cầm chỉ, có chốt đinh cho các bác. Cán 6 cạnh các bác nhá. Khi mà mình cầm cái cán 6 cạnh thì mình sẽ có điểm chắc chắn hơn. Đây. 320.000. Em này thì là thực ra cái mẫu nguyên bản của em này thì nó sẽ bé hơn cái con này một chút. Có nghĩa là từ cái kích thước mọi thứ của nó sẽ bé hơn con này. Còn cái lưỡi của con này đang rơi vào 21cm lưỡi sắt. Lưỡi trên thì con này rơi vào 15 thôi. Bản rộng con này rơi vào 19 các bác nhá. Cán sử dụng bằng cái ốp, cái cán này thì rơi vào 17. Rất là dài, cán này rất là dài luôn các bác ạ. Đấy. Nó là hơi bẩn bẩn lưỡi một chút. 320.000 các bác nhá. Con này thì chặt mổ được, nó dạng hơi kiểu mũi lưỡi cá một chút. Phụ thuộc vào cái các bác mà mình ưng cái mục đích sử dụng mình thôi. Cán sử dụng dòng cán ốp này. 320.000 các bác nha. Hàng gọi là quốc dân. Mấy cái em hàng quốc dân cho các bác lựa chọn nha. Những cái con này thì thứ nhất là dễ sử dụng. Thứ hai là hầu như là gia đình bác nào sẽ cần một cái em dao như thế. Đấy. Đầu tiên sẽ là một cặp dao chặt gà vịt. Đây, một cặp dao chặt gà vịt. Con dao chặt gà vịt thì lưỡi rơi vào 23. Độ dày sống lưng của mỗi con sẽ rơi vào 3 ly rưỡi đến 4 ly. Đấy là đặc trưng của dao chặt gà vịt rồi. Cán thì một con sử dụng cầm chỉ và một con là sử dụng là dòng gỗ mun. Đấy. Lưỡi rơi vào 23, bản rộng rơi vào 8. Độ dày sống lưng là 3 ly rưỡi đến 4 ly. Con này chặt gà vịt và xương sườn được cho tất cả các bác. Báo giá tất cả các bác luôn là 285 một con. Tiếp theo là một em chặt gà vịt bản rộng các bác nhá. Chặt gà vịt bản rộng, bản này sẽ rơi vào 10 đấy ạ. Cán sử dụng dòng cán ốp, độ dày sống lưng cũng là 4 ly. 4 ly,
Con này báo giá tất cả bác là 320.000. Đến một em dao thái bản rộng các bác nhá. Đây một em dao thái bản rộng. Đánh chống nhám một mặt này, một mặt thì là để bản truyền thống, con này là bản rộng. Bản này rơi vào là bản 9 các bác nhá. Lưỡi rơi vào 23. Cán dòng gỗ mun có chút đi. 290.000. Hôm nay lên cùng các cả bác làm một số cái mẫu dao bếp như vậy. Mình cảm thấy ưng mẫu nào thì mình báo lại bên xưởng, hoặc là mình có muốn thiết kế cái mẫu dao bếp nào thì mình cứ nhắn tin qua Zalo theo cái số điện thoại đấy cho em các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những cái video lần sau ạ. Cảm ơn tất cả các bác luôn ủng hộ kênh. Xin chào.